tôi là Arthur Xá, chuyên gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO và cộng sự của tôi, ông John Simon. Chúng tôi có chuyến công tác tại Việt Nam với nhiệm vụ đánh giá lại hai công viên địa chất toàn cầu của các bạn là cao nguyên đá Đồng Văn và công viên địa chất non nước Cao Bằng. Ồ, vừa đặt chân đến Việt Nam, chúng tôi đã được chào đón rất nồng ấm. Đây là lần thứ hai tôi đến với công viên địa chất non nước Cao Bằng. Cảm giác như được trở về nhà và gặp những người thân yêu của tôi vậy. Nào, giờ thì cùng xem các bạn đã giữ gìn và bảo tồn tốt những di sản của công viên địa chất non nước Cao Bằng như thế nào sau 4 năm chúng tôi đánh giá lần đầu tiên. Chắc chắn đây sẽ là một hành trình với rất nhiều những điều thú vị. Đừng bắt tôi là cảnh sát, tôi sẽ chỉ là một du khách am hiểu về công viên địa chất. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những góp ý của mình sau chuyến thăm nhà. Nhưng trước hết, hãy cho chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp của nơi này đã nhé. Chúng ta có gì nhỉ? Ồ, sẽ đi theo 3 tuyến trải nghiệm đúng không? Rồi, bắt đầu đi thôi! Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong tuyến trải nghiệm các huyện phía Đông, trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên. Ồ, nghe đã rất mời gọi rồi. Chúng ta đang có mặt tại một địa điểm mà cách đây 260 triệu năm trước, chúng hoàn toàn nằm dưới lòng đại dương. Chúng tôi tìm thấy những hóa thạch và cấu tạo địa chất chứng minh điều đó. Những thứ khó hiểu như vậy, du khách không dễ để nắm thông tin. Công viên địa chất non nước Cao Bằng đã có một ý tưởng thật tuyệt vời khi tạo ra một khu check-in thu hút những người qua đây. Nhìn xem, chúng tôi có thể hóa thân thành những con cúc đá cổ đại, nhìn cũng khá giống đấy chứ. Thú vị quá, nhưng thôi, chúng ta hãy di chuyển tiếp nào. Núi Mắt Thần, một di sản địa chất và cảnh quan tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho non nước Cao Bằng. Các bạn rất hời khi có được điều đó. Tôi nghĩ rằng đây là thứ mà các bạn có thể vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị di sản tại nơi đây. Đây là một nơi tuyệt vời và là một điểm di sản địa chất quan trọng, không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn mà còn bởi kiến thức quan trọng đằng sau nó. Sự xuất hiện của hồ nước trong mùa mưa và hệ thống các hồ thông nhau cho chúng ta biết được thông tin quan trọng liên quan đến nguồn nước tại khu vực đá vôi. Thông tin này rất quan trọng và việc giữ được địa điểm này ở nguyên trạng, nguyên sơ cũng rất quan trọng để lưu và sử dụng nguồn nước một cách an toàn. Các hoạt động du lịch cần có sự quản lý. Có mặt tại đây chắc chắn là một trải nghiệm độc đáo, một trong những điểm di sản đẹp nhất trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng. Theo như những nơi tôi biết và đặt chân đến thì điểm di sản này là một trong những điểm di sản rất độc đáo về điều kiện tự nhiên. Đây là điểm di sản đẹp cần được bảo tồn. Bảo tồn ở đây không có nghĩa là ngăn cấm, mà có nghĩa là mọi người đến đây cần coi trọng việc bảo tồn di sản này. Bởi vì di sản này, cũng như những di sản khác, là những di sản chúng ta thừa hưởng từ thế hệ trước và truyền lại cho thế hệ sau, gần như những điều kiện chúng ta đã nhận được. Chúng ta chính là những người bảo vệ các giá trị di sản cho thế hệ tương lai. Vì vậy, việc bảo tồn điểm di sản ở điều kiện tốt nhất là việc làm quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tận dụng việc đến đây tham quan. Tuyến phía đông của công viên địa chất non nước Cao Bằng tập trung khá nhiều làng nghề. Nhờ vào những thuyết minh viên rất nhiệt huyết ở đây mà tôi hiểu được nhiều hơn về làng nghề của các bạn. Các bạn có cảnh quan, có văn hóa và có con người. Tất cả những thứ đó tạo ra những giá trị mà không nơi nào có thể thay thế được. Những món nghề với những phương thức bí truyền được lưu giữ hàng trăm năm của các bạn, chẳng ai có thể đánh cắp và lấy đi. Các bạn cần phải lưu giữ nó, có nhiều hình thức để duy trì nó, làm nó có sức sống lâu bền hơn. Những sản phẩm của các làng nghề đã được công viên địa chất non nước Cao Bằng hỗ trợ rất tốt cho bà con, phát triển mở rộng, giới thiệu sản phẩm đến khách du lịch bằng việc là dán logo công viên địa chất và giúp họ quảng cáo tại các gian hàng, hội chợ. Các bạn đang làm tốt việc đó. Và chắc chắn rồi, hệ thống đối tác là một phần của mạng lưới công viên địa chất mà chúng tôi rất quan tâm. Các bạn đã có được hệ thống mạng lưới của riêng mình, có sự gắn kết và tạo được lợi ích tương trợ nhau. Việc lựa chọn đối tác của mạng lưới cũng rất quan trọng. Họ phải là những người có chung hướng đi với chúng ta. Nhưng nếu họ chưa có những định hướng đúng, thì chúng ta có thể giúp họ. Làm sao để người dân sẽ giúp bảo vệ di sản? Từ di sản có thể tạo ra những sản phẩm hài hòa và lợi ích lâu dài, bảo vệ môi trường, tăng cường sinh kế. Những công trình như thế này thì điều quan trọng nhất là phải hài hòa với cảnh quan xung quanh,
và người chủ của nơi ấy phải là những hướng dẫn viên, là những người nhà của công viên địa chất để giới thiệu công viên địa chất đến với du khách. Wow, tôi đang ở đâu thế này? Nó đích thực là một thiên đường. Đây là một địa điểm tuyệt đẹp, chắc chắn bất cứ ai khi chứng kiến quang cảnh này sẽ rất kinh ngạc và rất vui như thú vị. Nơi đây giống như một món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, đó là nước. Chúng ta cần nước cho sự sống. Con sông này rất quan trọng. Ở khu vực này có rất nhiều đá vôi, hang động và sông ngầm. Nguồn nước từ đó chảy về sông này và xuất hiện ở đây. Điều này rất tuyệt vời. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, tưởng tượng tất cả các du khách đến đây, đến cuối ngày, họ sẽ chụp được một số lượng ảnh. Tôi chắc chắn là có hàng nghìn bức. Họ có thể mang theo ảnh và chia sẻ với gia đình, bạn bè, mạng xã hội. Điều đó sẽ tạo nên mong muốn được đến đây cho du khách trong và ngoài nước. Chúng ta không cần mạo hiểm để đến gần thác. Chúng ta có thể sử dụng bè có trang thiết bị an toàn, có cầu, đường dẫn xuống thác. Điều kiện cơ sở hạ tầng như vậy giúp công viên địa chất non nước Cao Bằng đón du khách đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Trên thế giới có rất nhiều thác nước nổi tiếng trên đường biên giới giữa hai quốc gia như là Niagara, Uzu, Victoria. Ở đây, thác nước này là một điểm di sản nổi bật. Chúng ta không thể so sánh và không nên so sánh vẻ đẹp thiên nhiên của nơi này với những nơi khác. Mỗi nơi có giá trị riêng của nó. Thác nước này có giá trị quan trọng đối với công viên địa chất non nước Cao Bằng, với Việt Nam và thế giới, vì nó là một địa điểm độc đáo nhất trên thế giới. Nơi đây thu hút rất nhiều người hình thành nên hoạt động du lịch và du khách cần phải có hiểu biết về địa điểm này để tham quan, trân trọng và cùng với địa phương tạo nên những động lực để giúp địa phương tận dụng lợi thế này để người dân có thể bán các sản phẩm địa phương, đồ thủ công, chia sẻ văn hóa nghệ thuật như là các bài hát, điệu múa, tranh vẽ. Và tất cả những điều đó sẽ tạo động lực tuyệt vời để quảng bá hình ảnh của nơi này ra thế giới, đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Ngày thứ hai, chúng tôi được đi thăm các điểm di sản nằm trong tuyến phía bắc của công viên địa chất non nước Cao Bằng, hành trình về nguồn cội. Nó mang màu sắc rất khác biệt. Đó là cội nguồn, là văn hóa của các bạn. Chúng tôi biết đến và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và giờ thì được biết quá trình hoạt động cách mạng của người và cán bộ cách mạng tại Việt Nam thật đáng khâm phục. Tuyến phía Bắc cũng chứa đựng rất nhiều minh chứng cho quá trình kiến tạo địa chất và thay đổi của trái đất. Các bạn cũng đã làm những khu check-in rất ấn tượng tại một nơi có thể nói là xa xôi hẻo lánh như thế này, thì việc có một sự nổi bật giúp người dân và du khách sẽ tò mò và tìm hiểu. Các bạn cũng có những bảo tàng, những nhà trưng bày và cung cấp thông tin rất tốt. Nhờ có giáo sư Trần Tân Văn, người bạn địa chất của chúng tôi, mà chúng tôi có thể nói chuyện về địa chất hàng giờ tại đây. Người bạn của tôi, Jean Simon, thích tuyến trải nghiệm phía Tây huyện Nguyên Bình vì ông ấy là người Pháp. Chúng tôi cảm nhận được nơi đây có một sự huyền bí, yên tĩnh, thư thái, tĩnh lặng. Những công trình, những biệt thự cổ kiến trúc Pháp là một điểm nhấn. Các bạn hoàn toàn có thể cải tạo, tu sửa nơi đây, trở thành một trung tâm thông tin, một điểm tham quan cho du khách. Ồ, chúng tôi đã có một chuyến du lịch thật tuyệt vời. Còn giờ thì chúng tôi phải làm việc nghiêm túc thôi. Đó là khách quan đánh giá, thận trọng đưa ra những khuyến nghị cho các bạn. Nhưng yên tâm đi, vì các bạn đã làm rất tốt.